Như các bạn đã biết, cuốn Kanji Look and Learn bao gồm 512 chữ Hán và đó chính là 512 chữ Hán cơ bản đầu tiên dành cho trình độ sơ cấp. Sau khi bạn học xong 512 chữ Hán này thì đủ số lượng chữ Hán để bạn ôn thi N5, N4. Đồng thời, chỉ thêm một chút nữa thôi là bạn có thể đủ thi N3. Và hôm nay, tiếp tục bài số 4, chúng ta sẽ tìm hiểu 16 chữ Hán tiếp theo trong cuốn Kanji Look and Learn này nhé. Trước khi vào từng chữ Hán cụ thể thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một số từ và cùng nhắc lại một số từ mới mà có lẽ các bạn đã gặp trong phần ngữ pháp của Minano Nihongo rồi. Ví dụ như Onanoko. Onanoko ở đây bạn thấy là gì nhỉ? Đây là một cô gái đúng không ạ? Một cô gái rất là xinh. Và ở đây có chữ nữ và chữ tử để chỉ cô con gái đó. Và ngược lại với nghĩa là cô con gái thì chúng ta có cậu con trai. Vậy cậu con trai thì đương nhiên là nam giới rồi. Nam giới thì đương nhiên sẽ có chữ nam. Và chữ nam với chữ tử thì có nghĩa là cậu con trai. Otoko no ko, otoko no ko. Tiếp theo ở trường học chúng ta sẽ thấy hình ảnh gì nhỉ? Đương nhiên là sẽ thấy sensei và các chữ se rồi. Sensei đó là ghép chữ tiên và chữ sinh. Tiên sinh thì chính là sensei. Và các chữ se là chữ học và chữ sinh thì ghép lại chính là học sinh. Ở trường học có sensei và các chữ se. Và tiếp theo chúng ta thấy gì nhỉ? Ở gia đình mình có bố và mẹ. Bố mình thì được gọi là chichi, mẹ là haha, đúng không ạ? Và bố người khác thì chúng ta hay gọi là gì? Otosan. Mẹ người khác là gì nhỉ? Là okasan. Những từ này chúng ta đã gặp từ những cái bài đầu tiên rồi, kể cả từ những bài mà bạn tập viết chữ hiragana rồi đúng không? Tuy nhiên chữ Hán của nó được viết như thế nào, cách đọc như thế nào thì hôm nay ở bài số 4 này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu. Ngoài ra, trong bài số 4 này chúng ta còn tìm hiểu một số từ để diễn tả sự mốc thời gian. Đó là gì ạ? Thời gian là năm nay, kutoshi, kyonen, năm ngoái, hay maitoshi là hàng năm. Maitoshi là hàng năm đúng không ạ? Kutoshi là năm nay, kyonen là năm ngoái. Hay là gì nhỉ? Đối với truyện tranh các bạn sẽ thấy gì nhỉ? Ojo đúng không ạ? Vương nữ hay chính là nữ vương. Hay ở chốn đó là ô quốc cự, có nghĩa là vương quốc nào đó. Thì đó là một số những từ mà được ghép bởi các chữ Hán trong bài ngày hôm nay, bài số 4 chúng ta sẽ học. Và chúng ta sẽ tìm hiểu một số chữ Hán bài số 4 này nhé. Bài số 4 này chúng ta sẽ học một số chữ Hán, chữ điền lực, rồi nam, nữ, tử, học sinh, tiên, rồi chữ hà cho trong trường hợp là nan ne ska, hay là chữ để diễn tả là chi chi, ha ha, rồi nen đúng không ạ, toshi, rồi kyo nen, mai toshi, okoku chẳng hạn. Thì chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu các chữ Hán này nhé. Chữ Hán đầu tiên, chữ số thứ tự 49 mà chúng ta sẽ tìm hiểu đó là chữ điền. Chữ điền, điền có nghĩa là gì nhỉ? Là ruộng rồi. Điền là ruộng. Vậy ở đây là hình bốn cái ô vuông nhỏ nhỏ ghép lại, đúng không ạ? Và được gọi là bộ điền. Vậy đi chữ điền này được tưởng tượng như thế nào? Chữ điền này thì bạn sẽ thấy giống tambo. Tambo no katachi đó là giống với cái ruộng, đúng không ạ? Tambo no katachi và đó chính là hình ảnh của chữ ruộng. Ruộng thì chia thành các mảnh nhỏ để cấy lúa và ở đây chia thành bốn mảnh. Và cách viết của nó như thế nào thì chúng ta lại sử dụng hakijun, chữ điền, tambo. Và các bạn nếu muốn biết chữ này có mấy nét, bạn có thể nhìn dưới đây. Ở đây đúng không ạ? Là 5 nét. Và đó chính là cách viết của chữ điền. Vậy chữ điền này gồm có cách đọc như thế nào? Oyomi là đền, kuyomi là tha hoặc đa. Các từ tiêu biểu ví dụ như các bạn thấy là Tanaka-san. Tanaka-san là chỉ họ Tanaka. Hay Yamada-san chỉ họ Yamada. Ano hito wa Tanaka-san desu. Yamada-san wa handsome na hito desu. Và các bạn tự dịch những câu này nhé. Tiếp theo chúng ta thấy khi điền mà ghép với xá thì có nghĩa là quê. Quê nhưng ở đây là chỉ về quê theo ý là nông thôn chứ không phải là quê hương. Inaka, inaka. Tokai wa jinko ga oi desu ga inaka wa sukunai desu. Thì ở thành thị thì dân số thì đông nhưng mà tuy nhiên ở nông thôn thì lại ít đúng không ạ? Và đó là ví dụ với Inaka. Tiếp theo chúng ta sẽ thấy Tambo. Tambo chính là hình ảnh cái ruộng mà chúng ta vừa xem rồi. Tambo. 10 năm mai ni kono hen wa ichimen no tambo deshita. Câu này nghĩa là gì nhỉ? Cách đây 10 năm trước thì vùng này chính là một thửa ruộng. Và thửa ruộng người ta dùng là ichimen. Ichimen no tambo deshita. Tiếp theo là taue. Taue ở đây là việc trồng cái lúa. Chữ điền và chữ thực. Tha ue, uemas, động từ trồng gì đó đúng không ạ? Watashi no ryoshin wa
Ta u e no keiken ga arimasu. Bố mẹ tôi thì có kinh nghiệm trồng lúa. Tiếp theo, chúng ta có sui den là chữ thủy và chữ điền, chỉ ruộng lúa nước. Inaka ni wa sui den ga oi desu. Ở vùng nông thôn thì có rất nhiều ruộng lúa nước. Hay là denchi denji. Denchi denji là ghép chữ điền và chữ địa, có hai cách đọc và với nghĩa rằng diện tích đất nông nghiệp có vẻ đang giảm dần thì được dịch là Menseki no denchi ga genshou shiteiru yō desu. Nghĩa là diện tích đất nông nghiệp đang có vẻ là bị giảm dần xuống. Và đó là những từ đi kèm với chữ điền. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu với chữ lực. Chúng ta hay thấy lực điền đấy đúng không ạ? Lực ở đây là lực là sức khỏe, sức lực. Và lực này thì chúng ta sẽ tưởng tượng như thế nào? Lực này thì giống như một người đàn ông có kinniku shitsu no otoko no hito wa chikara mochimasu. Nghĩa là người mà có cơ bắp thì có rất là nhiều sức khỏe, đúng không ạ? Tay anh ấy gì ạ? Tay anh ấy ngoanh ra một cái thôi mà bạn đã cảm thấy cơ bắp nổi lên quần quận rồi, đúng không ạ? Còn đây là thể hiện dáng người và đó chính là lực, power, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ thấy có những từ gì đi kèm? Ryoku, Riki hoặc Chikara. Cách viết chữ lực này rất đơn giản, đúng không ạ? Hai nét, bạn viết khung trước và nét sổ sau và đây chính là bộ lực. Có Chikara, Chikara chỉ là sức lực. Ningen no Chikara ni wa genkai ga arimasu. Sức lực của con người thì có giới hạn. Tiếp theo chúng ta có từ Gakku Ryoku. Gakku Ryoku, Gakku là học, Ryoku là lực, học lực. Sensei wa seto no gakku. Gakku ryoku o hyouka shite imasu. Nghĩa là thầy giáo đang đánh giá học lực của học sinh. Tiếp theo chúng ta có từ điện và chữ lực kết với nhau thì tạo thành điện lực. Watashi wa den ryoku no yakuwari o kenshiu shite imasu. Tôi đang nghiên cứu về yakuwari, nghĩa là vai trò của điện lực. Tiếp theo là jū ryoku, trọng lực, đúng không ạ? Trọng lực. Kuruma no jū ryoku ga ookii desu. Trọng lực của ô tô thì rất là lớn. Tiếp theo là chúng ta có kyōryoku suru. Kyōryoku suru có nghĩa là hiệp lực và mang ý là hợp tác gì đó. Hito wa keisatsu no torishibe ni kyōryoku shimasu, nghĩa là mọi người thì cùng hợp tác nỗ lực với cảnh sát trong cuộc điều tra của cảnh sát, đúng không ạ? Tiếp theo chúng ta có từ nỗ lực, dōryoku. Dōryoku này có thể chuyển sang thành động từ thêm suru. Ryūgaku suken o gokoku suru tame jibun no dōryoku wa taisetsu desu. Để có thể thi đỗ vào kỳ thi đại nhập học thì gì ạ? Nỗ lực của bản thân rất là tài xế sự là quan trọng. Tiếp theo chúng ta có shiryoku, đó là thị lực. Saikin watashi no shiryoku ga yokunai desu. Có nghĩa là gần đây thị lực của tôi thì không được tốt, yokunai. Tiếp theo chúng ta có từ lực và chữ học, lực học để chỉ rằng là cơ học. Rikigaku. Kare wa ryūtai rikigaku nisuite genkyū shite imasu. Anh ấy đang nghiên cứu về động lực học của chất lỏng. Ryūtai là chất lỏng. Rikigaku, đúng không ạ, là lực, động lực. Và ghép lại là động lực học chất lỏng. Và đó là những từ đi kèm với chữ lực, nghĩa là sức lực. Tiếp theo chúng ta tìm từ thứ ba. Ở đây chúng ta thấy chữ nam rồi. Nam này là con trai và bạn đã vừa nhìn thấy ở đây có là chính là gì ạ? Đó là chính otokonoko, đúng không ạ, cậu con trai. Vậy cậu con trai này thì được tưởng tượng như thế nào? Cậu con trai này thì là ghép bởi có hai bộ, đó là bộ gì ạ? Điền và lực. Đúng không ạ? Người con trai thì phải có sức khỏe để làm ruộng, đúng không ạ? Để làm trên ruộng, làm trên những mảnh ruộng đó thì chính là người con trai. Người con trai thường làm những việc nặng để giúp đỡ người con gái. Và chữ nam này được viết như thế nào? Otoko. Chữ otoko này chúng ta thấy có 7 nét và được viết như là sao nhỉ? Bạn thấy là ghép hai bộ điền và lực vào đúng không ạ? Điền ở trên, phía trước, trên trước, dưới sau. Và đó chính là cách viết của chữ nam. Chữ nam này có những cách đọc như thế nào? Chữ nam này Onyumi đọc là dan hoặc nan. Kunyumi đọc là otoko. Và ở đây chúng ta thấy có các từ như sau. Otoko no ko, cậu bé, đúng không ạ? Bé trai. Cậu bé này thì trong ví dụ là Watashi no imoto wa urusai otoko no ko desu. Em trai của tôi. Ototo là em trai. Em trai của tôi là một cậu bé rất là ồn ào,
ngoại urusai. Tiếp theo otoko no hito vẫn là chữ nam đằng trước nhưng ở đằng sau là hito là người, nhân này thì có nghĩa là người lớn rồi thì chỉ người đàn ông. Ima made watashi wa ichido mo sono otoko no hito to hanasu koto ga arimasen. Nghĩa là cho tới bây giờ tôi chưa từng một lần nói chuyện với người đàn ông đó. Tiếp theo chúng ta có chữ nam và ghép với chữ tính có nghĩa là danse, nghĩa là đàn ông. Shinrai dekiru danse desu. Ở đây có nghĩa là gì? Anh ta là người đàn ông đáng tin. Shinrai dekiru có thể tin được. Tiếp theo chúng ta có từ gì nhỉ? Danshi gakuse. Danshi ở đây là gì ạ? Nam tử, học sinh có nghĩa là học sinh nam. Các bạn chú ý giữa danse và danshi. Danse và danshi thì danshi thì thường chỉ để những cậu bé, những người mà chưa kết hôn. Còn danse để chỉ giới nam giới nói chung và chỉ những người đàn ông. Và watashi no kurasu wa futari no danshi gakuse ga dake imasu. Ở trong lớp học của tôi thì chỉ có hai bạn học sinh nam thôi, đúng không ạ? Tiếp theo chúng ta có chonan. Chonan là ghép chữ trưởng và chữ nam, có nghĩa là con trai cả. Con trai cả trong một gia đình. Watashi wa sanin kyoudai no chonan toshite umaremashita. Tôi sinh ra với tư cách là một trưởng nam trong nhà có ba anh em, đúng không ạ? Sanin kyoudai. Tiếp theo chúng ta có từ otoko to onna. Otoko to onna có nghĩa là nam và nữ. この大学に男と女の学生の総数は6000人です。Tổng số gì ạ? Học sinh nam và nữ của trường đại học này là khoảng 6000 người. Tiếp theo chúng ta có đan dộ, nam nữ. Bạn thấy sự khác nhau? Ở đây có tô và không có tô. Nếu có tô thì là kết hợp giữa kuyomi, còn không tô là kết hợp giữa onyomi. Đan dộ, nam nữ. Vietnam は đan dộ の差別がまだあります。Đó là gì? Ở Việt Nam thì vẫn có sự sai biệt, sự phân biệt giữa giới, giữa nam và nữ, đúng không ạ? Phân biệt nam nữ. Và tiếp theo chúng ta sẽ tìm một từ ngược nghĩa với nam, đó là nữ. Nữ này là chỉ người con gái. Vậy nữ này được tưởng tượng như thế nào? Đây là onanoko, đúng không ạ? Một cô gái rất mềm yếu. Và đây chính là hình ảnh của một cô gái đó. Cô gái ấy thì có bàn gì rất là dẻo dai, đúng không ạ? Rất là nhẹ nhàng, bàn tay uyển chuyển, đôi chân uyển chuyển. Và đây là hình ảnh tưởng tượng của cô gái. Bạn sẽ thấy đây là sự kết hợp của bà nét và cách viết như thế nào? Và đấy chính là cách viết của chữ nữ. Chữ nữ này có cách đọc như thế nào nhỉ? Chữ nữ này có thể đọc là jonyo nyo, onna hoặc me. Onna no ko là cô bé, ngược nghĩa với otoko no ko. Onna no hito là phụ nữ, đúng không ạ? Và hai câu này chúng ta sẽ tìm hiểu ví dụ là onna no ko wa ningen o daite imasu. Daku, đúng không ạ? Daku là ôm, thì chuyển sang teimasu là daite imasu, nghĩa là cô bé đang ôm con búp bê. Spa de no onna no hito wa totemo shinsetsu na hito desu. Người phụ nữ ở siêu thị là một người rất là thân thiện, đúng không ạ? Shinsetsu. Tiếp theo jose, nữ giới. 女性は男性よりショッピングが好きだと思います。Tôi nghĩ rằng nữ giới thì thích shopping hơn là nam giới. Tiếp theo là chojo. Chojo này nghĩa là trưởng nữ, có nghĩa là người con gái cả trong một gia đình. Watashi wa chojo desu. Tôi là con gái cả trong một gia đình. Hay là shojo. Shojo ở đây là chữ gì ạ? Thiếu và chữ nữ, nghĩa là cô gái, một người thiếu nữ cô gái. Sakura-chan wa kawaii shojo desu. Bé Sakura là một cô gái rất là dễ thương, đúng không ạ? Tiếp theo là Kanojo là cô ấy hoặc là bạn gái. Suzuki Kanojo wa Suzuki-san no koibito desu ka? Cô ấy là người yêu của Suzuki-san à? Đúng không ạ? Tiếp theo Nyobo nghĩa là vợ. Kare wa Nyobo no shiri ni shikareru yo desu. Anh ta có vẻ là người chồng mà sợ vợ. Bạn chú ý cụm từ này nhé. Kare wa Nyobo no shiri ni shikareru yo desu. Tiếp theo từ số 53, chữ số 53 là chữ tử. Tử là con. Tử là con, ở đây chúng ta có shi, sư hoặc kho. Bộ này được gọi là bộ tử. Tử này chúng ta có thể gặp ở trong các chữ như onanoko hoặc otokonoko mà chúng ta vừa tìm hiểu. Vậy chữ tử này hình ảnh tưởng tượng là gì? Tử này đương nhiên là một đứa trai, chữ trẻ rồi đúng không ạ? Kodomo no katachi, đứa trẻ đúng không ạ? Và giang tay ra để nghịch múa. Đây là đầu của đứa trẻ. Và đầu của đứa trẻ thì như thế này. Và giang tay ra. Vậy viết như thế nào nhỉ?
Khi viết thì các bạn chú ý rằng là các bạn nên viết theo cái nét ở trong ô này, viết theo dáng chữ trong ô này, bởi vì nó rất là mềm mại, đó là nét viết. Còn trên này là dạng mẫu chữ, là kiểu dạng như in hoa nên nó hơi cứng, nên bạn chú ý nhất chúng ta học theo dạng này và tạo nên sự mềm mại, đúng không ạ? Một nét và hai nét, ba nét thì đó chính là chữ từ. Và chúng ta có thể thấy ví dụ giữa onanoko và otokonoko trên những ví dụ ở trên, hay là kodomo là trẻ em. Nihon no kodomo no ninzu wa genshou shiteiru yō desu. Thì như rằng là gì ạ? Dường như là số lượng trẻ em của Nhật Bản đang có xu hướng lớn ra. Đấy đúng không ạ? Tiếp theo chúng ta có từ shōshi gakusei. Shōshi gakusei là nữ tử học sinh, nghĩa là học sinh nữ. Watashi no kurasu wa 30 nin no joshi gakusei desu. Gas imasu. Xin lỗi đọc lại một lần nữa. Watashi no kurasu wa 30 nin no joshi gakusei ga imasu. Lớp của tôi thì có 30 học sinh nữ. Tiếp theo là danshi gakusei. Danshi gakusei, watashi no kurasu ni wa 2 no danshi gakusei ga imasu. Lớp của tôi thì có 2 bạn học sinh nam. Tiếp theo chúng ta có chữ dạng, chữ tử ghép với nhau, có nghĩa là bộ dạng yosu. Konna yosu de party ni ikemasen. Với cái bộ dạng như thế này thì không thể nào mà đi party được, đúng không ạ? Tiếp theo là kodomo fuku, quần áo trẻ em. Koko wa kodomo fuku no omise desu. Đây là cửa hàng quần áo trẻ em. Và đó là những từ liên quan đến chữ từ. Chúng ta sẽ tìm hiểu chữ học. Chữ học, chữ học này thì chúng ta sẽ thấy có bộ từ là đứa trẻ con. Đi học đúng không ạ? Học hành thì sẽ liên quan đến đứa trẻ con. Và học hành thì chúng ta tưởng tượng là gì? Ở trên là mái nhà, là trường học. Và ở trong trường học đó thì sẽ có các em nhỏ, trẻ con. Và trẻ con mà đi ở trường học thì là có nghĩa là học. Cách viết như thế nào nhỉ? Chúng ta sẽ vẽ mái nhà của trường học trước. Và trong đó sẽ là chữ tử. Gakusen ni totte ryugaku wa ii keiken da to omimasu. Đúng không ạ? Nghĩa là đối với người học sinh thì du học chính là một kinh nghiệm rất là tốt, đúng không ạ? Tiếp theo là daigaku, đại học. Đại học ở đây là chúng ta thấy gì ạ? Raishu watashi wa daigaku wo sotsugyo shimasu. Tuần sau tôi sẽ tốt nghiệp trường đại học. Hay gặp cô là học hiệu ghép lại với nhau thì có nghĩa là chugakko no toki yoku jugyo ni chikoku shimashita. Khi mà tôi học trung học ạ, thì tôi rất là hay bị trễ giờ học. Hay là chữ học bộ ghép lại với nhau, nghĩa là ngành học gakubu. Kare wa nihongo gakubu no gakusei desu. Anh ấy là học sinh của ngành Nhật Bản. Gakushu có nghĩa là học tập. Watashi ni totte gakushu mo jisai taiken mo taisetsu da to omimasu. Đối với tôi thì cả việc học tập và trải nghiệm thực tế cũng rất là quan trọng. Tiếp theo là gakusha có nghĩa là học giả. Ano kata wa yume na gakusha desu. Vị đó là một học giả rất là nổi tiếng. Hay bungaku văn học. Bungaku wa omoshiroi kamoku desu. Văn học là một môn học rất là thú vị. Và đó là những từ mà đi kèm với chữ học. Học các bạn chú ý nhé, có bộ từ. Tiếp theo là chúng ta sẽ sang gì ạ? Sinh. Sinh ở đây có nghĩa là sinh nở. Sinh nở này thì tưởng tượng như thế nào? Sinh nở thì bạn tưởng tượng như là cái cây. Cây ở đây bạn thấy là gì ạ? Cây được gì ạ? Sinh ra từ mặt đất. Đúng không ạ? Mặt đất là ở dưới này, rồi cành cây, hoa lá đâm cành sinh sôi nảy nở, đúng không ạ? Là chữ sinh. Và chữ sinh này được viết như thế nào nhỉ? Và đó chính là cách viết của chữ sinh. Chữ sinh này gồm có 5 nét. 1, 2, 3, 4, 5. Sinh này có những từ gì nhỉ? Chúng ta sẽ thấy gakusei hoặc sensei. Tanaka sensei wa kibishii hito desu. Hai động từ umaremasu, umareru. Chuyển sang ru thể ru, ở đây nghĩa là sinh ra. Watashi wa 1990 ni umaremashita. Tôi được sinh ra vào năm 1990. Hay là động từ ikiru, có nghĩa là sống. Obasan ga nagaku ikiru to ii desu ne. Bà mà sống thọ được thì thật là tốt nhỉ, đúng không ạ? Tiếp theo chúng ta có từ tanjoubi là ngày sinh. Otanjoubi omedetou gozaimasu, xin chúc mừng ngày sinh nhật. Hay động từ haeru, phát triển lớn lên hoặc nảy nở. Chuyu ga haeru to arayuru mono ni kabi ga haeru. Nghĩa là gì ạ? Khi mùa mưa bắt đầu thì mọi
thứ đều bị lên mốc. Kabi là mốc, đúng không ạ? Và ngoài ra chữ sinh này còn có nghĩa là nama, nghĩa là tươi sống. Ví dụ trong ví dụ là Genshi jidai ni ningen ga nama naniku o tabeta yo desu. Nghĩa là gì ạ? Thời Genshi, thời nguyên thủy, thời đại nguyên thủy thì hình như là con người còn có thể còn ăn gì? Ăn thịt sống, đúng không ạ? Nama na, nama naniku, nama na, cái gì đó, đúng không ạ? Thì đó nghĩa là tươi sống. Và đó là những từ mà đi kèm với chữ sinh. Chữ sinh này có bộ, bộ sinh. Và các bạn chú ý nhé, sinh trong sinh nở hoặc là sinh trong học sinh. Tiếp theo chúng ta sẽ có chữ tiên. Tiên này có nghĩa là trước, đi trước, đúng không ạ? Tiên trong tiên sinh là nghĩa là sensei đấy, đúng không? Vậy tiên trước này sẽ tưởng tượng như thế nào? Tiên trước này thì giống như gì ạ? Một thầy giáo thì luôn phải đi về phía trước, đúng không ạ? Dare yori mo saki o hashite imasu, đúng không ạ? Chạy trước, chạy nhanh, chạy trước hơn bất cứ ai. Và đó chính là giống như là người thầy giáo. Và người thầy giáo đang dướn chân để chạy, đúng không ạ? Và một chân nhấc gót đằng sau, một tay vung lên. Và bạn tưởng tượng giống đấy là chữ tiên. Tiên là trước. Vậy chữ tiên trước này viết như thế nào nhỉ? Saki. Saki này viết như thế nào nhỉ? Saki này gồm có 6 nét. Nét thứ nhất, nét thứ hai, thứ ba. Chân bên tay phải hơi choãi ra một chút để tạo sự cân đối của chữ. Và đó chính là cách viết của chữ tiên. Chữ tiên này sẽ có những từ gì đi kèm? Sen hoặc saki là cách đọc. Sensei là thầy giáo. Nihongo no sensei wa betonan jin mo nihonjin mo imasu. Giáo viên tiếng Nhật thì có cả người Việt Nam và người Nhật Bản. Tiếp theo là sengetsu, tháng trước. Kare wa sengetsu kara taigaku shimashita. Anh ấy đã nghỉ học từ tháng trước. Hai chữ tiên và chữ chu. Tiên chu ở đây có nghĩa là tuần trước, đúng không ạ? Senshu kanojo wa nijusai. Nijusai thì chúng ta còn đọc là gì nhỉ? Hatachi no tanzobi wo mukaemashita. Mukaeta nghĩa là tuần trước cô ấy đã đón sinh nhật 20 tuổi. Ngoài ra chúng ta có chữ tiền và chữ bối. Tiên bối ở đây nghĩa là người đi trước. Watashitachi wa senpai kara maranda hou ga ii desu. Chúng ta thì học từ chính người senpai đấy, những người tiền bối, người đi trước đó thì tốt hơn. Ngoài ra senjitsu nghĩa là hôm trước. Hôm trước này các bạn chú ý, hôm trước này không phải là kino. Kino là ngày hôm qua, còn hôm trước này có thể là từ cái hôm thứ bảy tuần trước cơ, đúng không ạ? Chứ không phải là ngày hôm qua. Các bạn chú ý senjitsu. Senjitsu wa osewa ninarimashita. Cảm ơn vì hôm trước đã giúp đỡ tôi, đúng không ạ? Hay là senzo. Senzo là chữ tiên và chữ tổ, nghĩa là tổ tiên. Saru wa jinrui no gì ạ? Toi mukashi no senzo to mirareru mas. Khỉ được cho là tổ tiên xa xưa của loài người. Hay saki ni là phía trước. Saki ni tekimasu, tôi xin đi trước nhé, đúng không ạ? Thì đó là những từ mà đi kèm với chữ tiên. Các bạn chú ý nhé, tiên này có bộ nhân, nhân này là chân đi. Chân đi thì bên tay phải hơi choãi ra một chút, các bạn chú ý chữ tiên. Tiếp theo chúng ta sang chữ 57, chữ hà. Hà này bạn hay gặp ở trong những chữ nghĩa như cái gì? Nan desu ka? Nani? Nani? Nanji, đúng không ạ? Vậy chữ hà này tưởng tượng như thế nào? Chữ hà này thì gì ạ? Hito ga nani ka hakonde imasu, sore wa nani? Đúng không ạ? Con người hình như là đang chở một cái vật gì đấy. Đó là cái gì vậy? Và cái ở giữa là chữ khẩu, đúng không? Là một cái gì đó. Vậy người này khiêng, và đây lại có một cái gọi như là cái ngáng nữa, đúng không ạ? Thì bạn sẽ hỏi một cái gì thế, tò mò về hỏi về cái gói quà này. Và chữ hà này được viết như thế nào, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Nani? Nani? Cô khẩu viết trước, sau đó khép lại bằng một nét cuối cùng ở bên tay phải và hất móc lên một chút. Và đó chính là chữ hà. Chữ hà này sẽ có những từ gì nhỉ? Chữ hà này đọc là ka hoặc nani hoặc nan. Nani, nan nghĩa là cái gì? Manichi nani de? Nani de? Daigaku e himasu ka? Có thể đọc là nan de, đúng không ạ? Hàng ngày bạn đi bằng gì để đến trường đại học? Hay là nani ka? Cái gì đó?
部屋に何かあるようです. Có nghĩa là có một cái vật gì đó ở trong phòng đúng không ạ? Có thể là đao hoặc des, chuyển hạt thể, không vấn đề gì. Tiếp theo là nam nhìn là mấy người, hạ nhân. Anata no kasoku wa nanin ga imasu ka? Gia đình của bạn thì có mấy người. Tiếp theo chúng ta có nan gì. Nan gì là mấy giờ? Mấy giờ? Hà thời đúng không ạ? Ima nan gì desu ka? Bây giờ là mấy giờ rồi? Hay nan demo cái gì cũng. Kaeo wa nan demo taberaremasu. Anh ấy cái gì cũng có thể ăn được. Nan do. Nan do ở đây là hà độ, nghĩa là mấy lần. Nan demo kaigai dyoko shitai. Shita koto ga arimasu. Tôi đã nhiều lần, tôi đã mấy lần rồi đúng không ạ? Đi du lịch nước ngoài. Tiếp theo chúng ta có kikagaku, nghĩa là hình học, ghép bởi chữ kỳ hà học. Gakko de kikagaku benkyou shinakereba narimasen. Ở trường cấp 3 đúng không ạ? Thời cấp 3 ấy, thì phải học gì ạ? Phải học môn hình học. Benkyou shinakereba narimasen. Và đó là những từ liên quan đến cái gì? Hà. Chữ hà này trong đó có chúng ta có thêm bộ nhân. Bộ nhân là nét đầu tiên ở bên tay trái được gọi là nhân đứng đúng không ạ? Tiếp theo chúng ta sẽ có chữ phụ. Phụ ở đây là cha, là bố mẹ, bố đấy đúng không ạ? Và ở đây đúng không ạ? Chichi. Chichi của chúng ta. Chichi thì được tưởng tượng như thế nào? Chichi là bố, ông bố có râu. Và đây là hai mái tóc sẽ đầu bổ ngôi theo kiểu đan trường của ông bố đúng không ạ? Và trong này là gì ạ? Để thể hiện râu của ông bố và kéo thẳng ra thì được gọi là chichi. Chúng ta sẽ tìm hiểu cách viết. Chi chi này có 4 nét viết. Và đó chính là cách viết của chữ chi chi, chữ phụ. Phụ nghĩa là cha. Chi chi, chi chi wa gizutsusa desu. Bố tôi là kỹ thuật, đúng không ạ? Là kỹ thuật viên hay kỹ sư đó. Otosan là bố của người khác. Otosan wa oikutsu desu ka? Bố bạn năm nay bao nhiêu tuổi? Otosan này được chỉ bố người khác. Tuy nhiên trong gia đình người Nhật khi mà bố con nói chuyện với nhau thì con cũng có thể gọi là otosan, otosan. Ví dụ như thế. Ví dụ otosan nan gì? Bố ơi bây giờ rồi đúng không ạ? Thì lúc đấy người con cũng có thể gọi bố mình là otosan. Nhưng khi xưng hô với người khác thì bạn nói về bố mình thì người ta sẽ nói là chichi. Tiếp theo là chichi no hi là ngày của bố. Nihon ni wa chichi no hi ga arimasu ga Vietnam ni wa arimasen. Ở Nhật Bản thì có ngày của bố nhưng ở Việt Nam thì không. Tiếp theo là sofu là ông đúng không ạ? Sofu là chữ tổ, tổ ghép với phụ là ông. Kotoshi sofu wa 80 sai de genki desu. Năm nay ông tôi được 80 tuổi và rất khỏe. Tiếp theo là fubo. Fubo là bố mẹ, đúng không ạ? Phụ mẫu. Fubo ni totte watashi tachi wa isumo koromo rashii desu. Đối với bố mẹ thì lúc nào chúng tôi cũng giống như là lũ trẻ vậy. Tiếp theo là chúng ta có từ sofubo có nghĩa là tổ phụ mẫu là ông bà. Sofubo wa Amerika ni sunde imasu. Ông bà tôi thì đang sống ở Mỹ. Và đó là những từ đi kèm với chữ phụ, đúng không ạ? Cha. Tiếp theo là chúng ta có mẫu. Mẫu ở đây chúng ta có bộ là bộ vô, mẫu là mẹ. Mẹ thì là ha ha, đúng không ạ? Okasan đó. Vậy ha ha tưởng tượng như thế nào? Người mẹ thì luôn ấp ủ và bế người con, với đứa con nhỏ, đúng không ạ? Bế đứa con nhỏ trong tư thế là hơi ngồi xuống một chút để du cho em bé ngủ. Và đây là dáng của mẹ ngồi. Dáng của mẹ ngồi và ở giữa như thể hiện là em bé. Và chúng ta sẽ cùng nhau tập viết nét chữ này nhé. Ha ha. Ha ha này có mấy nét ạ? 5 nét. Và đó là cách viết của ha ha. Chúng ta cùng xem lại một lần nữa. Ha ha này có từ gì đi kèm? Ha ha này có ha ha. Ha ha wa isha desu. Mẹ tôi là bác sĩ. Okasan nghĩa là mẹ. Mẹ của người khác đúng không ạ? Lan-san no okasan wa kyoushi desu. Mẹ của bạn Lan là giáo viên. Haha no hi, ngày của mẹ. Vietnam wa haha no hi wa 7月15日 desu. Ở Việt Nam ngày của mẹ là ngày vào ngày 15 tháng 7. Tiếp theo là sobo. Sobo có nghĩa là tổ mẫu, nghĩa là bà. Sobo wa kami ga nagakute shiroi desu. Tóc của bà tôi thì vừa dài lại vừa trắng. Tiếp theo chúng ta có từ sobo hoặc là sofubo thì chúng ta đã tìm hiểu ở phần trên rồi. Tiếp theo là chữ niên. Niên ở đây có nghĩa là năm. Năm này thì chúng ta sẽ tưởng tượng như thế nào?
Năm này là gì ạ? Kome no shukaku made ni 1 nen kakarimasu. Cho đến khi mà thu hoạch được lúa thì phải mất cả một năm trời, đúng không ạ? Đây là hình ảnh gặt lúa, đúng không ạ? Cái liềm này, rồi đây là cây lúa. Và đó chính là hình ảnh của chữ niên, một năm. Một năm này thì viết như thế nào? Toshi. 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 Và đó chính là chữ niên. Chữ niên này chúng ta sẽ thấy có cách đọc là nên hoặc toshi, bộ can. San nen se có nghĩa là chỉ là năm thứ 3, học sinh hoặc sinh viên năm thứ 3. Watashi wa daigaku no san nen se desu. Tôi là sinh viên năm thứ 3. Hai ichi nen nghĩa là một năm. Tanaka san wa ichi nen kan Nihon ni ryugaku shita koto ga arimasu. Anh Tanaka đã du học một năm ở Nhật. Hai kotoshi là năm nay. Kotoshi no natsu yasumi, tomodachi to umi e ikimasu. Umi e ikimasu nghĩa là nghỉ hè năm nay tôi sẽ cùng với tomodachi đi biển. Tiếp theo là kyonen. Kyonen là năm ngoái. Kyonen mai tanjoubi ni wa haha ni atarashi keitai denwa o moraimashita. Năm ngoái tôi đã nhận từ mẹ một chiếc điện thoại mới vào sinh nhật năm ngoái đó. Chúng ta có từ mai toshi, mai nen, mỗi niên, nghĩa là hàng năm. Mai toshi no shogatsu ni betonamu ni kaerimasu. Dạ, tôi về Việt Nam vào Tết của mỗi năm. Và tiếp theo chúng ta có toshi là năm. Kotoshi wa umatoshi desu. Năm nay là năm con ngựa. Umatoshi desu, đúng không ạ? Tiếp theo chúng ta có từ khứ. Khứ trong quá khứ. Khứ trong quá khứ, ví dụ như trong kyonen nó, đúng không ạ? Trong trục thời gian thì bạn sẽ thấy kotoshi này và quá khứ này. Vậy chúng ta sẽ tìm hiểu chữ khứ này được tưởng tượng như thế nào. Chữ khứ này kakko ni kite ita watashi ima wa tsushi no naka desu. Người mà đã sống trong quá khứ đó. Tôi đã sống trong quá khứ và bây giờ thì tôi đang nằm ở trong đất, đúng không ạ? Trong tsushi có nghĩa là tôi đã chết. Và chuyện đó là chuyện quá khứ rồi. Thì bạn nhận thấy ở đây rất đơn giản. Ở trên là thổ, dưới là mư, đúng không ạ? Thổ và mư. Và ở trên là bộ thổ, đúng không ạ? Nằm ở dưới đất. Và có nghĩa là khứ, quá khứ. Mọi chuyện đã đi vào dĩ vãng. Chúng ta sẽ viết bộ thổ trước, thổ ở trên, chữ mư ở dưới. Và chúng ta thấy chữ này có 5 nét. Chữ khứ này các bạn sẽ nhận thấy rằng có cách đọc là kyo hoặc kô và cách đọc là sa. Kyonen, năm ngoái. Kyonen no tanjoubi ni chichi wa atarashi boshi wo kuremashita. Năm ngoái bố tôi đã tặng tôi chiếc mũ mới trong ngày sinh nhật. Kakko là quá khứ. Quá khứ, đúng không ạ? Kakko no hanashi wa mou wasurete kudasai. Những câu chuyện của quá khứ thì hãy quên đi, đúng không ạ? Hay là saru, nghĩa là rời. Tori wa su o sarimashita. Con chim đã rời khỏi tổ. Tiếp theo chúng ta có từ tiêu khứ. Tiêu khứ có nghĩa là xóa bỏ. Furui kisoku o shokyo shite atarashi kisoku o seitei shimasu, nghĩa là xóa bỏ cái luật lệ cũ và ban hành điều luật mới. Tiếp theo chúng ta có từ jokyo. Jokyo suru nghĩa là loại bỏ, loại trừ gì đó. Kare wa shogai butsu o jokyo shimasu. Anh ấy loại bỏ những cái vật mà có hại, đúng không ạ? Và đó là những chữ liên quan đến chữ khứ. Tiếp theo chúng ta tìm hiểu chữ 62. 62 ở đây là mỗi trong mỗi ngày, đúng không ạ? Mỗi là từng đó. Vậy mỗi này có cách đọc là mai và cách tưởng tượng như thế nào? Ở đây bạn sẽ thấy ở trong này giống như là chữ mẫu là mẹ, đúng không ạ? Ở trên là cánh tay giơ ra. Dare ni mo hahau ya ga imasu. Mỗi người, đúng không ạ? Ai thì cũng có mẹ của mình. Và đó có nghĩa là mỗi. Chữ mỗi này được viết như thế nào nhỉ? Các bạn chú ý sự nhô ra nhô vào hay là sự nét liền của chữ mẫu ở trong này nhé.
Và chữ mỗi này các bạn sẽ thấy có những từ gì? Ví dụ như mai nì chi là hàng ngày, mỗi ngày. Hay mai tsuki là hàng tháng. Mai nen, mai toshi có nghĩa là hàng năm. Mai shu là hàng tuần. Mai ban là hàng tối. Mai asa là mỗi sáng, hàng sáng. Và các bạn sẽ lấy ví dụ tương ứng với các từ đó nhé. Ví dụ, 毎日 bus で大学に通っています. Hàng ngày tôi đi học bằng xe buýt, tôi đến trường đại học bằng xe buýt. Tiếp theo, 毎月 私は60万ドルの奨学金をもらいます. Hàng tháng thì tôi nhận khoảng 600.000 đồng để học bổng. 毎年ここの雨量は2000ミリぐらいです. Lượng mưa hàng năm ở đây là khoảng 2000 ミリ. Tiếp theo, 毎週 hàng tuần. 毎週の土曜日に私は友達と公園で遊びます。Hàng thứ cứ thứ bảy hàng tuần thì tôi sẽ đi chơi với bạn ở công viên. Tiếp theo chúng ta có từ mai sa. Mai bang. Nên ở mai nhỉ ông ngọc khi tê mas. Tôi thường nghe nhạc mỗi tối trước khi ngủ. Hay mai sa. Tôi là pang o tabete miruku o nonde mas. Hàng sáng thì tôi ăn bánh mì và uống sữa. Và đó là những chữ Hán liên quan đến chữ mỗi trong mỗi ngày. Từng cái. Và tiếp theo chúng ta có từ vương. Vương này là vua. Vua ở đây có cách đọc là ô. Ô đúng không? Osama đúng không? Ô, đây là vương. Đây là vua. Vậy vua này thì các bạn sẽ có cách tưởng tượng như thế nào? Vua thì đương nhiên là phải đội vương miện rồi đúng không ạ? Osama gatatimas. Đây là dáng của một ông vua đang đứng đúng không ạ? Ông vua đội vương miện bụng rất to đúng không ạ? Đeo đai và chân mặc áo dài và nó chính là hình ảnh của chữ vương. Osama. Chữ O này được viết bởi 3 nét đúng không ạ? Nếu mà thêm một nét khuyết nữa là gọi là ngọc đúng không ạ? Vua, đây là vương, là vua. Và các bạn sẽ nhận thấy chữ vương này có những từ gì? O. O là vua. Vua ví dụ như Hoken no toki. O tuyu no wa kuni no ichiban e no hito desu. Thời phong kiến thì nhà vua là người đứng đầu của một đất nước, đúng không ạ? Hay chữ Kokugo có nghĩa là quốc vương, vua của một quốc vương, đúng không ạ? Vua của một nước. Kino Igirisu Kokugo wa atarashii horitsu o seitei shimashita. Ngày hôm qua thì quốc vương của Igirisu là Anh đã ban hành luật mới. Hay Osama là vị vua, vương dạ. Đây chữ vương và chữ dạ. Oshogatsu ni. Oshogatsu ni wa hitasura tabete neru dake chotto shita osama ki no bun desu ne. Tết đến tôi chỉ ăn và ngủ, có một chút cảm giác giống như là vua chúa, đúng không? Osama ki no bun desu ne. Các bạn sẽ thấy tiếp theo có từ nữ và chữ vương, hoàng hậu, nữ hoàng. Igirisu ni wa jo-o ga imasu. Ở nước Anh thì có nữ hoàng. Hay oji là chữ vương và chữ tử, nghĩa là hoàng tử. Kono hon no namae wa kaeru no Oji desu. Tên của cuốn sách này có nghĩa là hoàng tử ếch. Hai ô koku là vương quốc. Sore wa hofu na okoku desu. Đó là một vương quốc rất là giàu có. Tiếp theo là okan là vương quán, có nghĩa là vương miện. Okan wa kin kara tsukurareta yo desu. Vương miện có vẻ được hình như là được làm từ vàng. Và chúng ta có từ ví dụ công chúa là ghép bởi chữ vương và chữ nữ. Kodomo no toki no yume wa ojo ni naru koto deshita. Giấc mơ hồi nhỏ của tôi đó là trở thành công chúa. Và đó là những từ liên quan đến chữ vương, có nghĩa là vua. Các bạn sẽ nhận thấy chữ vương, vua này có trong gọi là bộ ngọc, đúng không ạ? Thêm một nét phẩy nữa. Và tiếp theo đó là chữ quốc, có nghĩa là nước. Chữ cuối cùng, chữ số 16 trong bài ngày hôm nay đó là chữ quốc. Chữ quốc này là vương quốc. Vương quốc thì có ngọc ở trong, đúng không ạ? Và bạn sẽ nhận thấy ở đây chữ king, đúng không ạ? Oseki. Hoseki o motta o ga kuni o sihai shimasu. Người gì ạ? Vị vua mà cầm ngọc ngà châu báu của gì ạ? Đất nước. Và sau đó trị vì đất nước đấy, đúng không ạ? Ngọc thì đều trong thành lũy cất thật sâu, thì đó được gọi là quốc, quốc gia. Và chữ quốc này được viết như thế nào nhỉ? Ngọc, bây giờ chúng ta sẽ viết ngọc này. Ngọc xong xuôi rồi chúng ta mới đóng lại cửa thành, đóng xây dựng kín lại biên giới để cho không bị mất ngọc. Ngọc ở trong thành là quốc,
là đất nước, là Kunyi. Kunyi, vừa viết các bạn vừa tập đọc lên nhé, Kunyi. Và các bạn quay lại, chữ quốc này có những từ gì? Kunyi là quốc, đất nước, quốc gia, quê nhà. Nihon wa haten shite iru kuni da sou desu. Nhật Bản được cho là một cái nước, đất nước gì ạ, đang phát triển. Tiếp theo là gaikoku, là nước ngoài. Gaikoku e itta koto ga arimasu ka? Bạn đã từng đi nước ngoài bao giờ chưa? Hay trong từ chugoku, Trung Quốc. Trung Quốc ngoạ, sengetsu, kare wa chugoku e sucho shimashita. Tháng trước thì anh ấy đã đi công tác đến Trung Quốc. Hay từ kankoku là Hàn Quốc. Ashita watashi wa kankoku e ikimasu. Hay kokai là quốc hội. Kokai wa saikai chu desu. Quốc hội thì đang được mở, ngoạ, đang họp. Kokusai là quốc tế. Eigo wa kokusai ju de tsukawarete imasu. Tiếng Anh được sử dụng khắp trên thế giới, đúng không ạ? Kokuseki có nghĩa là quốc và tịch, quốc tịch. Hai wa nisen mai ni nihon no kokuseki o emashita. 2 năm trước thì anh ấy đã được nhận quốc tịch Nhật Bản. Và đó là những từ đi kèm với chữ quốc. Bên ngoài của ngọc đó thì được làm bộ gọi là vi, ở trong thì được gọi là ngọc, ở ngoài là vi. Các bạn chú ý nhé, vi này là để thể hiện một cái ô vuông, còn hình giáp thì mới là chữ khẩu. Thì các bạn chú ý phân biệt. Như vậy là hôm nay chúng ta đã tìm hiểu 16 chữ Hán của bài số 4 liên quan đến ruộng vườn, rồi trai gái, rồi học sinh, thầy cô, bố mẹ, năm ngoái, năm nay, hàng năm, rồi đến vương quốc, đúng không ạ? Đều là những chữ Hán rất quen thuộc mà các bạn đã gặp và nhiều khi học từ những bài đầu tiên rồi. Các bạn nhận thấy rằng là việc chúng ta học chữ Hán qua các từ tiêu biểu cũng đi kèm với các ví dụ này thì không chỉ là bạn học được chữ Hán ấy, không chỉ là học được cách sử dụng của từ đó mà đồng thời bạn ôn tập lại được phần ngữ pháp, học được phần ngữ pháp tương ứng với trình độ sơ cấp. Và học đến bài số 4 là chúng ta đã học được 64 chữ Hán rồi. Như vậy chúng ta chỉ còn khoảng gần 40 chữ Hán nữa là chúng ta đã học đủ 100 chữ Hán của trình độ N5. Và các bạn thấy rằng là chữ Hán không hề khó. Học đến bài số 4 rồi nhận thấy rằng chữ Hán rất quen thuộc, giống như bạn học từ mới thôi. Quen thuộc lắm đúng không ạ? Và nó có sự đi kèm với những từ Hán Việt của bạn. Và những chữ Hán Việt ấy tạo nên cách đọc gần giống, rồi dựa trên những quy tắc biến âm vân vân. Thì những tất cả những điều ấy bạn sẽ được học và được ứng dụng qua phần này. Và khi mà bạn học từng chữ như này, bạn càng ngấm hơn những quy tắc biến âm đó. Và mình hy vọng rằng những bài chia sẻ về phần hướng dẫn học chữ Hán theo cuốn Kanji Look and Learn của Học viện Cosmos sẽ giúp ích cho các bạn học chữ Hán và tạo thêm nhiều niềm yêu thích và động lực cho các bạn học chữ Hán và học tiếng Nhật. Như vậy hôm nay bài số 4 phần Kanji Look and Learn của Học viện Cosmos xin phép được tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn tất cả sự quan tâm, ủng hộ và dõi theo của các bạn qua từng video, từng bài giảng của Học viện Cosmos. Mọi thông tin cụ thể về các khóa học tiếng Nhật của Học viện Cosmos mình để ở link bên dưới, xin mời các bạn click vào để tham khảo. Và xin hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo, bài số 5, hướng dẫn học 512 chữ Hán sơ cấp theo cuốn Kanji Look and Learn của Học tiếng Nhật Cosmos. Còn hôm nay xin chào và tạm biệt. Xin chân thành cảm ơn. ご清聴どうもありがとうございました.